liên quan đến việc người dân phản ánh nhà máy xử lý nước thải tại cụ công nghiệp Bình Phú A tại xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội không hoạt động. Nước thải từ cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Phóng viên báo điện tử tầm nhìn đã có buổi làm việc và ghi nhận thực tế về quá trình vận hành nhà máy xử lý nước thải nói trên. Theo đó, mương nước thải phía sau cụm công nghiệp Bình Phú A bị đục lỗ, khiến nước thải ô nhiễm chảy vào khu vực canh tác. Đặc biệt, mỗi khi trời mưa là nước thải độc hại chảy từ các xưởng gỗ, xưởng thép trong cụ lại tràn ngập vào ruộng, hoa màu của người dân. Nước thải, rác thải tràn ngập khiến nhiều hộ dân phải bỏ hoang đất canh tác nhiều năm nay. Cũng theo phản ánh của người dân, lý do chính dẫn đến tình trạng trên là do nhà máy xử lý nước thải của cụ công nghiệp này không hoạt động. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên vào ngày 8 tháng 11, nhà máy đang hoạt động nhưng khối lượng nước thải được bơm vào bể thu gom không nhiều nước thải đang được xử lý tại các bể nổi bọt màu trắng. sạch Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Thạch Tất, là đơn vị quản lý vận hành nhà máy này, khi thi công mương thoát nước thải phía sau đã không xây hoàn trả mương tưới tiêu nông nghiệp, dẫn đến các hộ dân có đất nông nghiệp liền kề bị khô hạn, thường đục tường thành mương để lấy nước và ruộng. Ban quản lý dự án đã lập tức yêu cầu đơn vị vận hành cho lấp lại lỗ hổng này. Cũng theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất, tại cụm Công nghiệp Bình Phú A có khoảng 10 doanh nghiệp liên quan đến xả thải. Khối lượng thu gom nước thải chỉ từ 50 đến 83 mét khối trên một ngày đêm. Nước thải được bơm qua cống ngầm vào bể thu gom và hoạt động khoảng 2 đến 4 giờ trên một ngày. Do khối lượng thấp nên chỉ vận hành từ 15 năm đến 20% công suất thiết kế của nhà máy. Được biết, hiện đơn vị quản lý vận hành chưa được thu phí dịch vụ xử lý xả thải đối với các doanh nghiệp. Kinh phí để vận hành hiện chi trả từ nguồn ngân sách của nhà nước. Thực tế, các doanh nghiệp tại đây vẫn chưa thực hiện xả thải đảm bảo đúng quy trình, còn tình trạng rác thải bị xả ra theo đường mương nước và chảy ra đường mương chính, gây ách tắc khi trời mưa. Do vậy, đơn vị quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải và các doanh nghiệp trong cục công nghiệp cần có sự phối hợp và đặc biệt là phải chấp hành tốt pháp luật về môi trường, khắc phục ngay tình trạng ô nhiễm